Lang đen là một bệnh ngoài da phổ biến tại những nơi có khí hậu nhiệt đới nóng ấm như ở nước ta. Bệnh do nhiễm nấm gây ra, gặp chủ yếu ở người trẻ tuổi từ 20 đến 35 tuổi. Những người bị bệnh lang đen thường cảm thấy rất ngứa ngáy. Có bệnh lang đen phải hiểu điều của bệnh ngay. Lang đen thường rất dễ nhận thấy. Bệnh thường xuất hiện ban đầu với các chấm nhỏ đồng chất hơi gồ hoặc phẳng với mặt da giới hạn rõ, màu sắc da thay đổi trắng, hồng hoặc hơi nâu. Các chấm nhỏ này có kích thước đa dạng, thường có hình bầu dục hoặc hình tròn. Chúng xuất hiện rải rác hoặc tụ thành từng đám lớn trên bề mặt của vùng da bị lang đen, thường được bao phủ bởi các lớp vảy mịn dễ bong chóc, không dính và có thể lan rộng ra nhiều nơi. Lang đen thường xuất hiện ở những chỗ như mạng sườn, ngực, bụng, lưng. Tại những vùng da bị lang đen, người bệnh thường cảm thấy ngứa ngáy và trông mất thẩm mỹ. Bệnh lang đen cũng như các bệnh ngoài da khác cần được chữa trị, tránh để lan rộng sẽ có điều trị dứt điểm vì bệnh dễ phát. Điều trị bệnh lang đen bằng y học cổ truyền tại tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh những phương pháp chữa bệnh lang đen nêu trên, ở Việt Nam, nhiều bệnh nhân vẫn chọn cách điều trị bằng thuốc y học cổ truyền. Đây là những bài thuốc được đúc kết bởi kinh nghiệm từ lâu đời của cha ông ta nên hoàn toàn phù hợp với cơ địa của người Việt, tránh được nguy cơ phản ứng hay dị ứng thuốc. Điểm mạnh của bài thuốc y học cổ truyền là sự lành tính và hiệu quả lâu dài với thành phần là những cây thuốc quý trong dân gian. Hiện tại, chúng tôi có một bài thuốc bí truyền từ nhiều đời nay của cha ông cùng với quá trình tiết xuất quản lý nghiêm ngặt. Thuốc được sử dụng đơn giản, không gây kích ứng da, đặc biệt là hiệu quả không bị phát sau khi đã điều trị khỏi bệnh, đang được người bệnh tin dùng bởi sự hiệu quả cũng như giá cả phải chăng. Với một liệu trình lọ 100 ôi ngày 3 lần giúp bạn ngăn ngừa căn bệnh lang đen từ nguồn gốc của bệnh đến những tổn thương ngoài da, đem lại cho bệnh nhân một làn da khỏe đẹp, sự tự tin vốn có. Trong quá trình sử dụng, bạn cần kiêng cá mè, thịt chó để hiệu quả của thuốc đạt mức tối đa. Chúng tôi cam kết hoàn tiền nếu không hiệu quả. Để được tư vấn về căn bệnh tổ điểm cũng như cách sử dụng sản phẩm sao cho hiệu quả, bạn hãy gọi điện đến số 0123417579 để được tư vấn cách điều trị bệnh lang đen bằng lượng tây đúng đắn. Bệnh lang đen nếu phát hiện sớm và điều trị ngay thì rất dễ loại bỏ. Các bạn có thể sử dụng các biện pháp chữa trị sau: dùng thuốc bôi ngoài da. Các loại thuốc bôi ngoài da sẽ tránh được tình trạng lây lan rộng của các mảng da khác, màu rộng ra các vùng khác. Có thể dùng thuốc bôi dạng nước và thuốc dạng kem cát, và hay các loại thuốc xịt ủ, thuốc bôi toàn thân. Như lưu ý, khi dùng thuốc nên có chỉ định của bác sĩ để tránh các tác dụng phụ